sống vượt trên cảm xúc. Kiểm soát cảm xúc, còn không nó kiểm soát bạn. Tác giả Troy Mayer, dịch giả Ngô Minh Hòa, nhà xuất bản Đà Nẵng. Nguyên tác Living Beyond Your Feelings. Ngoài những phần kinh thánh trích dẫn có chú thích, tất cả phần kinh thánh được trích trong sách này lấy từ bản dịch diễn ý. Sách này được dịch và phổ biến tại Việt Nam, được sự cho phép của tác giả và chức vụ Troy Mayer. Sách này là quà tặng của tác giả, không bán. Chương 6. Bạn có cảm xúc không nhỉ? Chúng ta thường nói về những người giàu cảm xúc và sống bởi cảm xúc. Nhưng bạn có bao giờ gặp ai đó và rồi tự nhủ, họ có cảm xúc hay không vậy? Có những người dường như không có chút cảm xúc nào. Về một phương diện, cuộc đời rất dễ chịu đối với họ. Nhưng cảm xúc lạnh lùng cũng phải kiểm soát như cảm xúc dạt dào vậy. Hai nan đề chính mà tôi thấy đối với những người có rất ít cảm xúc là họ không thành công nhiều trong đời sống, trừ khi họ học không để việc thiếu đi cảm xúc mãnh liệt kiểm soát họ, và họ chai lì với cảm xúc. Thì người không cảm xúc cũng phải học sống tương tự. Dù chúng ta quá là cảm xúc hay không chút cảm xúc, thì chúng ta không thể sống như vậy được. Một số người cảm xúc lạnh lùng vì họ đã từng bị tổn thương trong cuộc sống và họ trở nên chai lì và vô cảm. Họ không muốn cảm thấy gì cả vì họ đã nếm mùi rất sớm rằng cảm xúc thường là đau đớn. Họ có thói quen chối bỏ hay phớt lờ cảm xúc của họ. Nhiều người trong số này có những lối hành xử gây nghiện. Mới đây tôi có xem một chương trình truyền hình nói về một phụ nữ hay thích trữ đồ đạc. Bà không muốn bỏ thứ gì cả. Đồ đạc làm cho bà cảm thấy an ninh. Cơn nghiện này hủy hoại gia đình và cuộc sống của bà, nên bà tìm đến lời khuyên của chuyên gia. Mục đích của tư vấn là đi vào nguyên nhân của vấn đề gây ra cách hành xử thoái hóa, và người ta phát hiện ra vấn đề của bà này. Trong những năm tháng thơ ấu, cha bà có một công việc mà đòi hỏi gia đình phải di chuyển hầu như là mỗi năm. Mỗi lần dọn nhà, bà mất đi bạn bè và phải bỏ lại đồ đạc mà bà yêu thích. Bà nhớ lại một kinh nghiệm đau thương, chứng kiến rằng cha mình đốt hết cả đồ chơi và đồ đạc mà bà yêu thích. Cha bà đáng lý ra phải nhạy bén với phản ứng của con cái hơn là chỉ dọn dẹp đồ đạc khi rời nhà. Nhưng ông này không làm vậy. Ông chỉ cho phép bà giữ lại vài món đồ quan trọng đối với bà. Nhưng buồn thay, nhiều người lớn chỉ nghĩ về bản thân khi đưa ra quyết định mà ảnh hưởng đến cả gia đình, và họ đã để lại những vết thẹo và tổn thương cho người thân của họ. Khi lớn lên, bà chất chứa chuyện phải bỏ lại đồ đạc và có những ký ức đau thương, nên bà quyết định giữ lại mọi thứ. Cả nhà bà trông như một đống rác. Bà nghiện giữ đồ đạc và dùng cơn nghiện đó kiểm soát cảm giác đau đớn mà liên hệ đến việc mất mát. Khi bà bắt đầu dọn dẹp nhà cửa với các thành viên trong gia đình và với chuyên gia tư vấn bỏ hết đồ đạc, bà cảm thấy đau đớn về cảm xúc, nhưng bà lại thích cái cảm giác tự do mà bà trải qua. Bà hiểu rằng sự chữa lành không đến tức thì hay dễ dàng, nhưng bà quyết tâm chiến thắng cơn nghiện của mình. Tôi vui về người phụ nữ này vì tôi thích chứng kiến cách người ta xử lý vấn đề, phá đổ bức tường ngăn cách và học để tận hưởng sự tự do. Tôi đề nghị bạn nên dừng lại ngay bây giờ và tự hỏi bản thân bạn có bức tường tự xây nào cần phải phá đổ trong đời sống bạn không? Nhiều người dường như vô cảm và lạnh lùng, và họ nghĩ ra nhiều cách để làm vơi nỗi đau của mình. Họ có thể thấy tự chủ khi ở một mình. Họ cảm thấy an ninh chỉ khi họ không liên hệ đến ai. Suy cho cùng, họ không thể gặp rắc rối hay bị từ chối nếu họ không làm gì hay không nói gì. Trong trường hợp của tôi đã bị tổn thương quá nhiều lúc còn nhỏ, nên tôi trở thành kẻ điều khiển để khiến người ta không làm tổn thương tôi. Tôi nghĩ, nếu tôi vẫn còn kiểm soát thì tôi sẽ an toàn. Một giáo sư kinh thánh
và là tác giả tuyệt vời tên là Lisa Bevere, đã viết một cuốn sách gọi là Out of Control and Loving It, tạm dịch, mất quyền kiểm soát và yêu thích nó. Tôi thích tựa sách này, và tôi biết ngay là tôi hiểu được điều Lisa muốn chuyển tải. Khi chúng ta cảm thấy chúng ta phải kiểm soát mọi thứ và mọi người, chúng ta thường bị trầm cảm luôn. Nói cho cùng, điều hành cả thế giới là một công việc cực kỳ khó khăn. Nhưng nếu chúng ta học kiểm soát bản thân thay vì cố gắng kiểm soát người khác, chúng ta rất dễ yêu thương và tận hưởng cuộc sống. Người mà không bày tỏ chút cảm xúc nào cũng cần được chữa lành như người có nhiều cảm xúc. Mỗi khi chúng ta phát hiện mình mất cân bằng trong một lĩnh vực nào đó, chúng ta cần xử lý nó và làm việc với Thánh Linh để đem lại sự cân bằng. Nếu một người quá nhiều cảm xúc, người đó cần bớt lại. Và nếu một người vô cảm, người đó cũng cần một chút cảm xúc. Nếu một người nói quá nhiều, người đó cần học im lặng một tí. Nhưng nếu một người quá im lặng, người đó cần học nói chuyện để duy trì mối quan hệ và có đời sống xã giao cân bằng. Người bị tổn thương thường xây tường bảo vệ họ. Nhưng tôi học được rằng nếu tôi loại trừ người khác khỏi đời sống mình thì tôi đang tự giam mình và đánh mất đi quyền tự do của mình. Tôi tin mãnh liệt vào việc đập đổ mọi bức tường ngăn cách và để Chúa làm tường bảo vệ của chúng ta. Đất nước ngươi sẽ không còn nghe chuyện áp bức hung tàn, lãnh thổ ngươi không còn đổ nát tiêu điều nữa. Bảo toàn ngươi sẽ có tường lũy, cứu độ và cổng ngợi khen. Ê-sai đoạn 60 câu 18. Câu kinh thánh tuyệt vời này mang đến cho chúng ta một lời hứa rất hay. Sự cứu rỗi qua Chúa Giê-xu trở thành tường bảo vệ của chúng ta. Chúng ta không còn sống cuộc đời đầy bạo lực, tan nát và hủy diệt nữa. Một câu kinh thánh khác cũng cho biết rằng, nếu chúng ta không biết tự chủ, chúng ta giống như một cái thành không tường che. Châm ngôn đoạn 25 câu 28. Cho dù chúng ta có xây bao nhiêu bức tường để bảo vệ bản thân, nếu chúng ta không duy trì cảm xúc cân bằng, tất cả bức tường này chỉ là ảo tưởng và không thể bảo vệ chúng ta. Cách của tôi là thế. Một số người thì im lặng, nhút nhát và hơi e dè chỉ vì tính của họ như thế. Tôi là người hay nói, còn chồng tôi là người ít nói. Và có gì sai đối với cả hai chúng tôi? Nhưng khi có điều gì đó xảy ra mà ngăn cản sự tự do của chúng ta hay làm tổn hại đến người khác thì chúng ta không thể nói, tính tôi là vậy đó. Đôi khi chồng tôi cần nói chuyện với tôi nhiều hơn bởi vì tôi cần điều đó. Và tình yêu đòi hỏi chúng ta hy sinh vì người khác. Cũng có lúc tôi nói huyên thuyên và nói dai, nhưng tôi để ý chồng tôi không vui lắm nên tôi quyết định im lặng và tìm người khác nói chuyện. Chúng ta phải làm việc với Chúa để tìm ra sự cân bằng giữa tính tình của chúng ta và việc chúng ta cư xử thiếu yêu thương hay cọc cằn khi nói, tính tôi là vậy. Chúa đang làm công việc của Ngài, đó là thay đổi chúng ta theo ảnh tượng của Ngài. Và điểm này có nghĩa là Ngài giúp chúng ta kiểm soát điểm yếu của chúng ta và Ngài dùng điểm mạnh của chúng ta. Chồng tôi và tôi có cá tính khác nhau, và dẫu vậy, chúng tôi lại rất hòa hợp. Trước đây không được như thế, nhưng chúng tôi học làm điều mà người khác cần, nhưng vẫn không đánh mất sự tự do của chúng tôi. Tôi cố gắng thỏa mãn nhu cầu của chồng tôi, và anh cũng làm tương tự cho tôi. Chồng tôi thích điều tôi không thích, nhưng tôi vẫn khích lệ anh thích để anh cảm thấy thỏa mãn, và anh đối xử với tôi tương tự. Khi một người bạn hay một người phối ngẫu cần sự khích nghi trong một số lĩnh vực để cho mối quan hệ tốt hơn thì thật là ích kỷ hay ngu xuẩn khi nói xin lỗi, tính tôi là thế. Chúng ta có thể thấy thoải mái và dễ chịu hơn khi làm điều chúng ta thấy thích làm, nhưng chúng ta có thể chấn chỉnh một chút mà vẫn không đánh mất cá tính riêng của mình. Sứ đồ Phao-lô nói ông học để trở nên mọi cách cho mọi người để chinh phục họ về cho Chúa. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 9 câu 19 đến câu 22. Nói cách khác, ông thích nghi với mọi hoàn cảnh thay vì mong đợi mọi người và mọi thứ phải thích nghi với ông.
Tôi chắc chắn rằng quyết định của ông cho phép ông tận hưởng bình an dư dật và ban cho ông nhiều người bạn hơn. Chúng ta có thể làm cho mình khốn khổ và đầy dẫy căng thẳng khi không chịu thích nghi hay thay đổi. Tất cả chúng ta đều khác biệt, nhưng chúng ta có thể sống chung nhau trong hòa bình. Như đã nói trước đây, cá tính của chồng tôi chủ yếu là thản nhiên, còn cá tính của tôi là nóng nảy. Hai cá tính này đối nghịch nhau, nhưng chúng tôi bổ khuyết cho nhau khi chúng tôi sống trong tình yêu thương. Tôi thì quyết định rất nhanh, còn chồng tôi thì có khuynh hướng muốn suy nghĩ vấn đề rất lâu. Tôi làm việc theo bản năng, còn chồng tôi thì dùng lý trí và logic nhiều hơn. Sự thật thì chúng tôi cần cả hai để đưa ra những quyết định đúng đắn và kiên định. Nên Chúa ban cho mỗi chúng tôi những gì cần thiết và muốn chúng tôi học dựa vào nhau, cùng làm việc với nhau. Tôi học về sự chờ đợi tốt hơn sau nhiều năm, nhưng không chờ đợi giỏi như chồng tôi. Người có tính nóng nảy làm việc cũng nhanh, còn người có tính thản nhiên làm rất chậm và chần chừ. Tôi dọn dẹp nhà cửa nhanh hơn chồng tôi, nhưng anh lại dọn sạch hơn vì anh rất chi li trong những gì anh làm. Chúng tôi có 20 người trong gia đình thân thuộc của chúng tôi, gồm chồng tôi và tôi, 4 con tôi và vợ chồng của chúng, cộng thêm 10 đứa cháu. Chúng tôi rất gần gũi và dành nhiều thời giờ với nhau. Tuy nhiên, tính tình của 20 người trong chúng tôi rất khác biệt. Hai con trai tôi và tôi là những người có tính nóng nảy, và cả ba chúng tôi lấy phải những người có tính thản nhiên rất tuyệt vời. Một trong số con gái của chúng tôi có tính thản nhiên, cũng như hai con rể và một đứa cháu của chúng tôi. Dĩ nhiên các thành viên khác trong gia đình cũng có nhiều cá tính khác nhau. Một đứa cháu gái có tính điềm tĩnh, lạc quan và nóng nảy. Vấn đề tôi nói ở đây là chúng ta có nhiều người có cái nhìn khác nhau và cần nhiều điều khác nhau để cảm nhận sự mãn nguyện. Con gái tôi có cá tính điềm tĩnh, đòi hỏi sự khích lệ từ người chồng có cá tính thản nhiên của cháu, là người thường quên khích lệ vợ. Con rể tôi nghĩ vợ mình đẹp rồi, nên nghĩ không cần phải khích lệ vợ. Hai vợ chồng đã bàn bạc nhiều lần và người chồng đã ghi nhận để làm chuyện này. Người vô cảm, vô tư còn tìm cách nào đó để nhắc mình làm những việc cần thiết. Rất nhiều lần trong đời sống, tôi đã phải ghi chú trong sổ nhật ký để nhắc bản thân là đừng nói quá nhiều, chú tâm vào việc của mình, chứ đừng cố gắng kiểm soát mọi người. Nếu một người hay hiếu chiến, to mồm, thì cũng nên học để hạ giọng xuống. Tôi cho rằng những người thụ động, vô cảm và im lặng cũng nên tìm cách nào đó để khuấy động bản thân. Khi tôi nhìn thấy một người thụ động thì tôi tự nhủ, bạn có vô cảm không? Và dĩ nhiên họ vô cảm thật, họ làm rất chậm so với tôi. Nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ vì người ta không nỗ lực trao ban cho người phối ngẫu của mình điều mà họ cần. Chúng ta hay nghĩ rằng nếu chúng ta không cần thì cũng không ai cần. Hoặc nếu ai đó có nhu cầu khác nhu cầu của chúng ta hay đánh giá thấp nhu cầu đó. Thái độ như thế là con đường hủy hoại mối quan hệ nhanh nhất. Cảm tạ Chúa trong gia đình chúng tôi học được bài học và vẫn còn học biết rằng nhu cầu của mọi người đều quan trọng. Ngay cả nhu cầu khó hiểu hay khó khăn cho chúng ta thỏa mãn. Tình yêu đòi hỏi chúng ta sẵn lòng tăng trưởng và thay đổi. Tiến trình này thường là hơi khó khăn cho những người dễ dãi và hời hợt. Thay đổi đòi hỏi nỗ lực và đôi khi những người này không muốn nỗ lực hay nhìn thấy nhu cầu. Thành thật mà nói, tôi đã trải qua nhiều điều trong đời nên tôi rất mệt mỏi khi suy nghĩ tôi cần phải bớt năng nổ. Trong khi đó, hầu như những người tôi gặp đều không có chút năng nổ nào lại được hoan nghênh. Nếu cá tính của bạn là thản nhiên, bạn cần nỗ lực hơn nữa để tham gia vào những gì đang xảy ra xung quanh bạn và hãy nhiệt thành làm việc. Nếu bạn là mẫu người hơi im lặng, bạn cần nỗ lực để nói chuyện. Dù bạn không thấy thoải mái khi làm việc này, việc bạn bớt im lặng không khó cho bằng việc tôi nói ít lại. Cố gắng phấn khởi cùng với những người mà bạn quan tâm chính là tỏ vẻ quan tâm đến kế hoạch hay dự án mới đây của họ. Đó là một trong những cách bạn bày tỏ tình yêu thương. Tôi nhớ lần nọ tôi về nhà mà vô cùng phấn khởi với kế hoạch mới của mình.
nhưng ông chồng tôi thì tỏ vẻ vô cùng lạnh lùng với thái độ nhiệt thành của tôi. Phản ứng của anh mang tính hợp lý hơn, nhưng điều này lại không tốt cho mối quan hệ. Anh cần kết hợp với tôi để cân bằng một tí, nhưng tôi cần anh để cùng tôi hoàn thành ước mơ của tôi. Chồng tôi cũng học để làm vậy, và tôi cũng học để không có ước mơ mới hay lên mục tiêu mới tới 4 lần trong một ngày. Ngày nọ chồng tôi nói, em là người luôn thấy khải tượng, còn anh là người phi khải tượng. Nên chúng tôi nhìn sự việc theo hai cách nhìn khác nhau. Đôi khi tôi suy nghĩ về niềm phấn khởi của tôi, đôi khi tôi suy nghĩ về niềm phấn khởi của tôi khi hoàn tất mục tiêu. Còn chồng tôi thì suy nghĩ về cách nào để đạt được mục tiêu. Chúa nói khi một người nam và một người nữ lấy nhau, cả hai trở nên một thịt, nhưng Ngài không bao giờ nói chuyện này dễ. Những mối quan hệ tốt đẹp đòi hỏi rất nhiều công khó, sự học hỏi và sự sẵn sàng thỏa mãn nhu cầu của nhau. Tôi không quan tâm, sự thật thì những người năng nổ quan tâm nhiều đến những việc mà những người ít năng nổ không quan tâm. Chúng tôi thường ăn ngoài và thường thì do tôn trọng người khác nên tôi hay hỏi người thân trong gia đình tôi họ muốn ăn nơi nào và họ muốn ăn gì. Và họ hay nói, không quan trọng, ăn gì cũng được. Điều này làm tôi ngạc nhiên, vì tôi lúc nào cũng quan tâm đến việc ăn chỗ nào và ăn món gì và không thể hiểu nổi một người không quan tâm lắm đến những gì mình ăn. Tôi biết chính xác bao nhiêu muỗng sữa cho vào cà phê tôi uống và nó nóng ở độ nào. Tôi không bao giờ nói, xin cho tôi một ly cà phê sữa. Tôi hay nói, xin cho tôi một ly cà phê kèm theo một cốc sữa để tôi tự bỏ vào. Tôi thích uống tại Starbucks vì họ phục vụ khách hàng rất chu đáo. Họ chế cà phê theo kiểu vị của bạn và nếu họ pha chế không đúng gu thì họ sẽ làm lại. Tôi luôn gọi cà phê như thế này suốt nhiều năm. Một ly cà phê lớn và một bình nước suối. Tôi thích cho vào cái ly lớn để tôi tiện mang theo và tôi cần nước nóng đem theo và một cái ly phải có hai tầng. Tôi luôn gọi cà phê như thế này suốt nhiều năm. Một ly cà phê lớn và một bình nước suối. Tôi thích cho vào cái ly lớn để tôi tiện mang theo và tôi cần nước nóng đem theo và cái ly phải có hai tầng. Tôi thích cà phê thật nóng. Đang khi chờ để gọi cà phê, tôi nghe nhiều người nói, xin cho một ly cà phê. Tôi không thể tưởng tượng là đơn giản như thế sao? Nhiều người còn gọi cà phê uống liền. Đó là điều tôi không bao giờ uống, vì tôi muốn quan sát cách người ta pha tách cà phê của tôi, nên tôi biết đích xác điều tôi muốn. Tôi không thể tưởng tượng là nhiều người không quan tâm lắm đến chuyện này. Tôi thích sự ổn định và ít năng nổ của các thành viên khác trong gia đình tôi, và tôi rất cần họ. Nếu 20 người trong gia đình chúng tôi đều giống như hai con trai tôi và tôi, chúng tôi có lẽ làm hại nhau. Nhiều mấu chốt của những gì tôi nói là tất cả chúng ta đều cần nhau và nên biết ơn mối quan hệ mà Chúa ban cho chúng ta. Tôi biết có một người mặc cùng bộ đồ ngủ 2 lần một tuần suốt 10 năm và chẳng có bận tâm gì. Nhưng tôi vẫn không mặc đồ ngủ suốt 2 đêm liền. Tôi cần mặc nhiều bộ. Nhưng những người có cá tính thản nhiên không bận tâm chuyện này. Con gái của tôi có cá tính thản nhiên mặc đồ sơ sài khi ngủ, còn tôi thì muốn ăn mặc sáng sủa để ngủ. Con gái tôi thì không bận tâm cháu ra sao khi đi ngủ, còn tôi thì quan tâm đến việc tôi trông thế nào bất cứ nơi đâu. Nếu chúng ta học điều nào cần thiết để bận tâm và điều nào không đáng quan tâm thì chúng ta sẽ sống thoải mái hơn. Chẳng hạn, dù Chúa đã thay đổi tôi rất nhiều, có lẽ tôi vẫn hơi muốn nắm đầu. Chồng tôi biết chuyện này, nên anh không tranh cãi để cố thay đổi tôi. Anh biết lòng tôi và để tôi tự nhiên. Ở nhà hàng, đôi khi tôi đề nghị anh nên ăn món gì. Tôi rất giỏi quyết định, nên tôi thấy khoái quyết định giùm cho người khác. Chồng tôi cũng nghe tôi, và nếu điều tôi đề nghị hợp với anh, thì anh gọi món đó. Và nếu nó không hợp, thì anh gọi món anh thích. Anh có thể bực mình và bảo tôi hãy chấm dứt đừng sai khiến anh, làm cho tôi bị chạm tự ái và rồi vợ chồng phí cả ngày để giận nhau. Nhưng vợ chồng tôi học được rằng cư xử như thế thì thật là vô bổ. Chúng tôi đạt đến chỗ là những khác biệt của nhau làm cho chúng tôi thích thú thay vì làm chúng tôi bực mình. Thay vì bực mình sao người ta, vợ hoặc chồng mình không giống mình và tìm cách thay đổi họ.
Chúng ta nên cố gắng sống chung với lũ và tin cậy Chúa thay đổi những gì cần thay đổi trong mỗi chúng ta. Ngay cả khi bạn nghĩ ai đó không chút cảm xúc, tôi đoán chắc là bạn nghĩ họ vậy. Hãy chậm lại một tí. Yêu thương người ta vô điều kiện là món quà quý nhất chúng ta có thể ban cho họ và cho bản thân. Tôi học được rằng một bí quyết để có bình an nội tâm là để người khác trở thành người mà Chúa muốn họ trở thành, thay vì cố gắng bắt họ giống người mà mình muốn họ giống. Tôi cố gắng hết sức để vui vẻ với những điểm mạnh của người khác và thông cảm cho những điểm yếu của họ, vì tôi cũng có rất nhiều điểm yếu. Tôi không cần phải tìm cách lấy cái dầm trong mắt người khác, mà tôi lại có cả cây đà trong mắt mình. Tôi có quen một phụ nữ góa chồng mới đây, và bà kể cho tôi nghe về mối quan hệ của bà với chồng bà. Người phụ nữ này có ý chí mạnh mẽ và muốn làm điều bà thích. Bà kể, khi bà mới lấy chồng, bà để ý có rất nhiều điểm nơi chồng bà làm bà bực mình. Giống như mọi người vợ tốt, bà luôn nói cho chồng biết về những cá tính và thói quen gây khó chịu của chồng để ông thay đổi. Rồi dần dần, dù bà rất giỏi chỉ cho chồng mình thấy tất cả những khiếm khuyết của ông mà cần phải thay đổi, nhưng ông chồng bà không bao giờ chịu nghe nữa. Khi bà thắc mắc tại sao, bà nhận ra rằng cùng lúc chồng bà quyết định không nhìn thấy những khuyết điểm của bà. Ông biết là bà có rất nhiều khuyết điểm, còn ông chồng thì không tập trung chấm điểm bà. Thế là bà nhiễm cái tính cứ liên tục chỉ ra những khuyết điểm của chồng. Thật ra bà có thể chọn không làm thế, y như chồng bà đã chọn làm vậy. Nói chuyện với tôi xong, bà còn cho biết suốt 20 năm lấy nhau, chồng bà không hề nói một lời khiếm nhã nào với bà. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đã lập gia đình nên học bài học từ câu chuyện này. Hãy quan tâm đến mối bận tâm của bạn. Hãy trao mọi lo lắng cho Chúa, vì Ngài luôn luôn chăm sóc anh em. Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 7. Làm theo câu kinh thánh này thật khó cho những ai lúc nào cũng quan tâm đến mọi thứ trên đời, nhưng lại rất dễ cho những ai ít bày tỏ cảm xúc hơn. Vì tôi là người quan tâm đến mọi chuyện trên đời và muốn nó phải xảy ra theo cách nào đó. Mối bận tâm của tôi biến thành nỗi lo nếu tôi không cẩn trọng. Chúa đã làm việc trong tôi và với tôi suốt nhiều năm. Và tôi nói thật là bây giờ tôi hiếm khi lo lắng. Nhưng tôi phải mất một thời gian lâu mới học để không làm những việc mà không liên hệ gì đến tôi. Chẳng hạn, tôi không thể làm gì với những điều người ta nghĩ về tôi. Nên quá bận tâm về những chuyện như thế là một sự lãng phí thời gian và năng lực. Chồng tôi không bận tâm về những gì người ta nghĩ về anh. Lần nọ khi tôi hỏi chồng tôi, anh cảm thấy thế nào về những điều tiêu cực mà người ta nói về chúng tôi? Và chồng tôi nói, anh không cảm thấy gì cả, nhưng anh tin cậy Chúa lo liệu mọi vấn đề. Đôi khi tôi rất bực mình về những bài báo vô lương tâm đã viết về tôi trên các mặt báo, hay người ta đã phán xét tôi rất bất công. Nhưng chồng tôi chỉ nói, giao phó nỗi lo đó đi. Vợ chồng tôi cãi nhau rất nhiều về câu nói đó suốt nhiều năm. Tôi muốn chồng tôi chia sẻ cảm xúc của tôi, nhưng anh không thể làm được vì anh không bị phiền bởi những điều mà làm tôi phiền. Tôi biết chồng tôi đúng khi anh bảo tôi hãy trao nỗi lo đó. Nhưng vì tôi đang lo, nên lúc đó câu trả lời của anh không phải là điều tôi muốn nghe. Tạ ơn Chúa, Ngài giúp tôi và vẫn tiếp tục giúp tôi. Còn chồng tôi đã trở thành tấm gương tốt cho tôi. Nhưng tôi phải nỗ lực nhiều để không lo nhiều hơn là chồng tôi lo. Nếu bạn là một người cảm xúc nhiều quá, tôi chắc chắn là có những người ít cảm xúc trong đời sống bạn đôi khi sẽ làm bạn thất vọng. Có nhiều thứ làm bạn phiền lòng, nhưng đối với họ thì mọi thứ đều không có vấn đề gì. Tôi học được bài học này, tôi đã trải qua rồi và tôi biết bạn cảm thấy thế nào. Nhưng tôi cũng sống đủ lâu để nhận ra rằng sống bởi cảm xúc là một sai lầm trầm trọng. Sự thật thì cách hay nhất để sống là học trao nỗi lo cho Chúa và để Chúa lo cho mình. Quyết định và công bố: nhờ Chúa giúp tôi có thể hòa đồng và thích nghi với đủ mọi loại hạng người. Thank you.
thầm tạ ơn Chúa. Mặc dù bao nhiêu thách thức đường đời, Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời, hằng ngày tôi bước đi. Thầm tạ ơn Chúa, nhờ ngày gian nguy mới biết dịu nghề, dần dần đi lên những bước thực nghiệm, học làm theo ý Cha. Sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì khi thách thức gia tăng trong con người, tôi tiếng nói vang lên ra lệnh, rồi bao tin Chúa như xa dần. Tạ ơn Chúa vì giờ gian nguy bóng Chúa rạng ngời, lời Ngài đưa đi thoát bước lầm lạc và vượt qua khó nguy. Thầm tạ ơn Chúa vì dù trong cơn thách thức cuộc đời, nhờ Ngài cho tôi lối thoát lạ thường, lại dường như dễ đi. Dù khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đốt cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì khi thách thức gia tăng trong con người, tôi tiếng nói vang lên ra lệnh, rồi bao tiếng Chúa như xa dần, và tôi đã thua. Thank you.